Ok. Em xin chào các thầy, các anh chị cùng các bạn. Em là Đoan, thành viên Team Fresher. Hôm nay em sẽ trình bày phần tìm hiểu của mình về thư viện SciPy, một trong những cái thư viện mà em nghĩ là nó thực sự có ích đối với các nhà kho dữ liệu. Thì thư viện SciPy, Scientific Python, là một thư viện đặc trưng cho việc tính toán khoa học kỹ thuật phức tạp. Thư viện này được kế thừa dựa trên thư viện NumPy với nhiều sự phát triển dành riêng cho việc giải quyết các vấn đề trong ngành khoa học dữ liệu. Thì em muốn so sánh giữa hai cái thư viện này. Thì đầu tiên, thư viện NumPy tập trung vào việc cung cấp các thao tác tính toán cơ bản và hiệu quả cho mảng và các phép toán thông thường. Còn thư viện SciPy sẽ có sự hoàn thiện và đi sâu hơn trong việc tính toán và phân tích. Thư viện NumPy làm tốt trong các công việc như thao tác dữ liệu, đại số, tuyến tính, ma trận và các tính toán khoa học cơ bản. Còn SciPy sẽ thực sự cần thiết khi chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp hơn như giải phương trình vi phân, tối ưu hàm số, dựa trên dự đoán kết quả, tính toán tích phân, phân tích thống kê và các hàm chuyên dụng như biến đổi nhanh chuỗi Fourier. NumPy là một thư viện toàn diện mà ở trong thư viện đó có chứa các hàm để chúng ta thao tác tính toán. Còn SciPy sẽ chia nhỏ thành từng module phục vụ cho từng công việc cụ thể khác nhau. Nhờ thế mà các cái việc mà tìm kiếm các cái chức năng và giải quyết vấn đề trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Thì SciPy chia nhỏ thành 15 module. Trong video này em sẽ đi tuần tự từng module một, em sẽ đi qua từng module này một và em sẽ demo một bài toán và em sử dụng một module trong này. Thì trước tiên chúng ta muốn sử dụng thư viện SciPy thì chúng ta cần thêm thư viện này vào cái phần làm việc của mình. Chúng ta sẽ dùng công lệnh là pip install SciPy và khi muốn sử dụng module nào thì chúng ta sẽ thêm câu lệnh là from SciPy và import cái module đó. Với module đầu tiên là cluster. Clustering algorithm là một thuật toán phân cụm. Khi chúng ta đưa vào một lượng dữ liệu mà chưa được phân nhóm, chưa được gắn nhãn thì thuật toán này sẽ giúp chúng ta phân nhóm theo cái ý của chúng ta muốn. Ví dụ như chúng ta có thể là phân nhóm dựa trên các khoảng cách trung bình giữa các điểm, hay là phân nhóm theo mật độ, phân nhóm dựa trên khoảng cách các liên kết, vân vân. Module thứ hai là constants. Đây là module lưu rất nhiều các cái hằng số siêu việt, như là ví dụ hằng số vật lý thì có là tốc độ ánh sáng, hằng số Planck, hằng số toán học thì có pi, có e và các cái hằng số đơn vị. Thì ở trên này em đã in ra các cái giá trị đơn vị của nó và module này cũng giúp cho chúng ta đổi được các cái thang đo hoặc là đổi các theo các cái tiền tố. Tiếp theo là module FFT package, FFT pack, tức là module này sẽ giúp chúng ta biến đổi nhanh cái chuỗi Fourier dựa trên các cái tín hiệu mà chúng ta nhận được. Thì FFT là một cái thuật toán hiệu quả để chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số và ngược lại. Module integrate là module giúp chúng ta có thể tính được tích phân số, tích phân hàm, tích phân kép, vân vân. Thì đây là một số các cái ví dụ để chúng ta tính tích phân. Cái module này cũng giúp chúng ta là biểu hiện được cái hàm số của nó thông qua một cái thư viện, nó là matplotlib. Okay. Và đây là một số ví dụ về tính tích phân kép. Tiếp theo là module interpolant. Module này sẽ giúp chúng ta dự đoán được các kết quả khi mà chúng ta có một cái lượng dữ liệu có sẵn. Thì ở trong thư viện NumPy, khi mà chúng ta có một lượng dữ liệu có sẵn thì NumPy sẽ nối các cái điểm với nhau và có thể dự đoán khá chính xác. Còn ở trong cái SciPy thì module này sẽ giúp chúng ta biến đổi không chỉ nối các điểm với nhau mà còn đưa thành các cái đường cong như này, và việc biến đổi và việc tính toán sẽ trở nên thuận lợi và chính xác hơn. Ví dụ như trong trường hợp này thì thư viện NumPy và SciPy sẽ có những cái kết quả dự đoán khác nhau do sự chênh lệch mọi người đã nhìn thấy. Tiếp theo, một cái module nữa là IO. Module này sẽ giúp chúng ta đọc và ghi dữ liệu từ các dạng tập tin khác nhau. Ở đây là một số ví dụ. Module Lino, tức là module về đại số tuyến tính, có thể sẽ giúp chúng ta giải các phương trình tuyến tính, tính toán ma trận nghịch đảo, tính toán vector riêng, giá trị riêng. Thì ở trong NumPy cũng có thể làm được các cái chức năng này, cho nên là em sẽ đi qua. Tiếp theo là đến module ND Image. Đây là cái module giúp chúng ta có thể lọc, khử nhiễu hay là làm mịn ảnh
biến đổi các cái hình ảnh, kích thước, lật, xoay, phân tích ảnh, vân vân. Thư viện module ODR. ODR là một cái kỹ thuật linh hoạt có thể được sử dụng trong lĩnh vực các lĩnh vực khác nhau để ước tính các mối liên hệ giữa các biến và đều có thể chứa đựng lỗi. Module optimize thì đây chính là cái module mà tí nữa em sẽ sử dụng để làm giải quyết một cái bài toán nhỏ. Thì module optimize là module cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả, tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiếp theo là thư viện Signal. Thư viện này cung cấp các chức năng để phân tích, lọc và thao tác các tín hiệu biểu diễn dưới dạng mảng 5py. Thì thư viện này sẽ giúp chúng ta làm sạch các tín hiệu nhiễu, trích xuất đặc trưng của tín hiệu và phân tích các cái nội dung tần số, và cũng có thể là định hình lại các cái tín hiệu để phân tích được tốt hơn. Tiếp theo là module Spare. Module này giúp chúng ta làm việc với ma trận Spare. Ma trận Spare là một cái ma trận mà có rất nhiều phần tử không ở trong đó, và việc lưu trữ và thao tác các cái ma trận này trở nên dễ dàng hơn so với một cái ma trận mà có rất nhiều số khác nhau. Thì ma trận Spare sẽ giúp chúng ta sẽ tối ưu hơn cái việc tính toán và phân tích. Tiếp tục là module Spatial là một module cung cấp các công cụ cho phép chúng ta thực hiện các phép toán phân tích dữ liệu không gian. Các cái dữ liệu không gian thường được biểu diễn dưới dạng mảng của 5py với nhiều chiều, mỗi chiều đại diện cho một trục không gian khác nhau. Đây thì thư viện SciPy thì được thường được sử dụng để hỗ trợ thư viện 5py mà. Cho nên là, và tiếp theo là module Spatial. Module này sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái hàm số đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Cuối cùng là thư viện Statistics cung cấp rất đa dạng các công cụ thống kê mạnh mẽ cho phép thực hiện phân loại dữ liệu, phân tích thống kê, thống kê suy luận, phân phối xác suất, giúp đơn giản hóa quá trình phân tích dữ liệu và cung cấp kết quả được chính xác hơn. Và và đó là em đã giới thiệu sơ qua toàn bộ các cái module của thư viện này, và em sẽ sử dụng module Optimize để giải quyết một bài toán tối ưu. Bài toán này nói là có một lữ hành cần thuê một con lạc đà, có hai loại, là một loại là có một biếu và một loại là có hai biếu. Thế thì mỗi con lạc đà sẽ có sử dụng, sẽ có thể chở được một lượng hàng hóa khác nhau, và chúng ăn, chúng uống cái một lượng khác nhau, và cái lữ đoàn này cũng chỉ có một lượng thức ăn và một lượng nước cố định, và giá thuê của mỗi loại khác nhau. Mà họ muốn là khi mà họ chở được, họ muốn là sắp xếp làm sao để vừa được tiết kiệm nhất mà vừa chở được đủ số hàng mong muốn. Thì ở đây em gọi x1 là lạc đà một biếu, x2 là lạc đà hai biếu, và cái hàm mà chúng ta cần tìm là min của hàm 3x1 cộng 5x2, tức là giá tiền đó. Và ba điều kiện này là ba điều kiện mà lấy từ đề bài ra, và em sẽ bắt đầu code. Thì ở đây chính là phần demo của em. Đầu tiên em thêm thư viện 5py vào và sử dụng cái module optimize với chức năng là tìm giá trị nhỏ nhất. Thì ở phần tiếp theo em sẽ định nghĩa hàm. Đầu tiên em định nghĩa hàm fx bằng 3x1 cộng 5x2. Thì hai hàm này em sẽ cho vào một cái mảng có hai phần tử là x1 sẽ là ở trong mảng x chỉ số 0 và x2 là ở trong mảng x với chỉ số 1. Và em sẽ định nghĩa ba cái điều kiện constraint 1, 2 và 3. Ở đoạn tiếp theo thì bound là các cái bound chính là cái biên, cái giới hạn mà x1, x2 có thể chạy. Thì ở đây x1 lớn hơn hoặc bằng 0 và không nhỏ hơn giá trị nào khác, và x2 cũng lớn hơn bằng 0 và không nhỏ hơn giá trị nào khác. Thì đây chính là cái giới hạn. Và con 1, con 2, con 3 chính là em xác định được cái dấu của cái điều kiện này là unequal, tức là lớn hơn hoặc bằng 0, và em đưa chúng vào một mảng và em gọi biến kết quả
và sử dụng chức năng Minimize để xác định được kết quả này. Và cuối cùng, chúng ta có bảng kết quả. Thì ở đây, Function, kết quả của nó là 39,9999, tức là khoảng 40, với hai nghiệm là x bằng 0, x1 bằng 0 và x2 bằng 8. Vậy thì để được tối ưu được bài toán này thì chúng ta cần 0 chú lạc đà một biếu và 8 chú lạc đà hai biếu. Thì đây là một cái demo nhỏ của em về sử dụng thư viện này để giải quyết một bài toán tối ưu. Em xin hết. Dừng. Ok. Bây giờ làm được. Nói thế, nói đi nói lại nhiều quá rồi.